Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có những chai thuốc mà trị cỏ rau màu, thuốc trừ cỏ cho rau màu này. Nhưng mà loại này thì mình có thể là sử dụng để phun cỏ trong cái cây môn được nhá, trong cái ruộng môn được này. Cái đơn hàng này là khoảng tầm 70 chai thuốc cỏ này gửi về anh Thông ở Kiên Giang để sử dụng phun trị cỏ cho cái khoai môn này. Cái này nó phun trúng cái cây khoai môn, nó cũng không có gây ảnh hưởng gì đến khoai môn nhé. Thế nên là nó sẽ giúp cho bà con làm cỏ trong cái ruộng khoai môn rất là dễ dàng này. Cái lớp trên này thì nó chỉ khoảng tầm 20 chai thôi, nhưng mà cái lớp dưới này là 50 chai nhé. Anh Thông thì cũng đã nhiều lần sử dụng cái thuốc cỏ này để trị cỏ cho cái cây khoai môn rồi. Thế nên là cô chú anh chị em cứ yên tâm sử dụng nhé. Cứ một chai này nếu mà cỏ nhỏ ấy, cỏ mà dưới khoảng tầm 1,5 cm ấy, thì mình sẽ dùng một chai chia cho 3 bình đeo lưng, loại bình 20 lít. Còn nếu mà chai mà cái cỏ mà nó lớn khoảng tầm 1,5 cm trở lên ấy, thì các anh chị sẽ pha một chai này 2 bình thôi, loại bình 20 lít thôi nhá. Thì nó sẽ một chai này nó sẽ pha được khoảng từ 40 đến 60 lít nước nhá. Chai 100 ml này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái thuốc trị cỏ cho cây rau màu hoặc cây khoai môn thì cũng có thể là liên lạc với em qua cái thông tin liên lạc của em có để ở trong cái phần mô tả ở ngay bên dưới video này này, là có cái thông tin liên lạc của em nhé. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới của nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.